Hi, xin chào tất cả các bạn nha, đã đến với kênh YouTube Ông Giáo Trẻ Vlog của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình lại tiếp tục một món mới, đó là món cá chi. Thì mình sẽ chiên giò hai con cá này, mình sẽ ăn hết luôn. Kèm theo mình sẽ ăn thêm một cái xoài, mình sẽ gọt xoài, mình bỏ vào, mình sắc sợi, mình sẽ bỏ vào cá. Khi mà chiên xong mình sẽ làm thêm một cái nước mắm chua cay để mà mình ăn với cá, với xoài nha các bạn. Và mình kèm thêm một bát mì nữa, là món của mình đã hoàn thành. Và bây giờ các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ các bạn vào bếp với mình nhé, let's go. Theo như ở trên mạng người ta nói là muốn cho nó giòn hơn nữa thì mình bỏ bột bắp vào trong cái phần của nước dầu nữa bạn, dầu ăn nè. Bây giờ mình không có bột bắp nên mình sẽ bột năng nha. Mình sẽ bỏ bột năng vô thử nha. Không biết nó ra cái gì nữa. Mình sẽ cố gắng thử nè. Thơm quá bạn. Cá của mình đã vàng rồi bạn, bây giờ mình sẽ trở mặt nha. Wow, vàng thơm luôn bạn. Bạn nghe tiếng xèo không? Xèo 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 luôn, quá trời vàng thơm nè. Cho bạn coi kỹ, phải không? Vậy là cái cách mình học hỏi từ người có học kỹ đúng rồi bạn. Mà ở trên đó người ta sẽ sử dụng là bột bắp, còn đây mình sử dụng bột năng nha, mà nó cũng vàng, nó cũng kết dính, nó cũng giòn nữa bạn, đó là thành công luôn nha. Đây là lần đầu tiên mà mình biết cách chiên cá mà vàng ôm như thế này bạn, phải là mình chiên lại nát cháy hết trơn à. Hello cả nhà, và bây giờ món của mình đã hoàn thành rồi bạn, thấy ok không? Bây giờ mình sẽ thử bẹp hai cái con cá này, không biết ăn hết không nữa, mình sẽ cố gắng nha. Cá thơm vàng ôm luôn bạn. Chấm một miếng nè. Miếng thịt dày luôn mà. Mình đã ăn hết một con cá rồi bạn. Đây là con cá thứ hai. Yeah.
bữa trưa hôm nay mình ăn rất là ngon miệng các bạn, với hai con cá chiên, xoài, nước mắm chua cay, quá ngon. Hết sảy con bà bảy luôn. Bây giờ xin chào tất cả các bạn, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip nha. Nhớ cho mình một lượt like, một lượt xem, một lượt đăng ký. Nhớ chia sẻ cho mọi người biết đến với kênh của mình với nha. Ông Gió Trẻ Vlog xin chào tất cả các bạn ở những clip sau. Bye bye.